hai con trai chia bố mẹ ra để phụng dưỡng. Cặp vợ chồng già bật khóc như trẻ con, lần cuối gặp nhau trong cuộc đời. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, con cái nhiều lúc muốn hiếu thuận với cha mẹ, nhưng cuộc sống đưa đẩy họ không được làm điều mình mong muốn. Nhất là khi họ đã lập gia đình, có thêm người không phải góp thêm hạnh phúc, mà khiến cho mối quan hệ con cái với cha mẹ già trở nên xa cách. Nhiều người con không thể vẹn toàn chữ hiếu thảo khi chồng hay vợ của họ lại xảy ra mâu thuẫn với những thành viên khác trong gia đình, dẫn đến những câu chuyện buồn không ai mong muốn. Sau đây xin mời quý vị cùng đón xem câu chuyện về mâu thuẫn giữa hai anh em trong gia đình đã khiến bố mẹ họ phải chia lìa trong nước mắt. Trong những hình ảnh được chia sẻ mờ mịt gần đây trên mạng xã hội, người ta thấy hai cụ già ngồi trên chiếc giường đơn sơ. Ông lão ngồi phía bên phải, ăn mặc tương đối lịch sự. Nhưng hôm nay không khí trong nhà lại đặc biệt nặng nề. Đôi mắt ông lão tóc trắng đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hóa ra ông bà cụ bao năm nay sống cùng nhà với gia đình hai con trai. Hai người con thì hòa thuận, nhưng hai cô con dâu lại thường xuyên cãi vã. Đỉnh điểm đến suýt nữa là gần như lấy mạng nhau. Để giải quyết căng thẳng, hai anh em quyết định bán nhà chung của bố mẹ và dọn ra ở riêng, không sống cùng nhau nữa. Để công bằng, mỗi bên sẽ phụng dưỡng một người già. Bố theo con trai cả, mẹ theo con trai út. Điều này có vẻ công bằng. Xét cho cùng, cho dù hai anh em không bằng lòng nhau, nhưng họ không phải là những người con bất hiếu. Họ vẫn muốn báo hiếu bố mẹ mình. Tuy nhiên theo người trong cuộc, cặp vợ chồng già chưa bao giờ xa nhau trong đời, cũng chưa bao giờ cãi nhau. Họ không muốn phải xa nhau một cách đột ngột. Trong cuộc chia ly của hai đứa con trai, người mẹ có vẻ tương đối khỏe mạnh, đi ra ngoài mấy lần rồi lại quay lại, không ngừng an ủi khuyên nhủ chồng, dặn ông uống đúng giờ. Xem ra sức khỏe của người cha không được tốt. Cuối cùng ông cũng rơi nước mắt, vẫy tay chào vợ. Có lẽ sau lần chia tay này, họ không biết khi nào mới được ở bên nhau. Ông già đã khóc như một đứa trẻ. Khi cư dân mạng nhìn thấy cảnh tượng này, một số người cho rằng ông bà đến với nhau khi còn trẻ và nên ở bên nhau mãi mãi, con cái không nên chia cắt họ. Hoặc giả sử một trong hai anh em có thể phụng dưỡng cả bố lẫn mẹ, người còn lại thì không góp công thì góp của. Tuy nhiên vấn đề này có vẻ khó, bởi vì còn hai cô con dâu. Nếu ngay từ đầu họ có thể sống hòa thuận thì không đến nỗi chia cắt hai ông bà già. Người ta thường nói cha mẹ vì con cái mà hàn gắn. Ở đây thì cha mẹ yêu thương nhau hết bực lại xa nhau vì con. Đây có phải là hiếu thảo không? Nhìn người cha già khóc như trẻ con, ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Thật sự như thể ông đang nói lời vĩnh biệt vợ mình. Tục ngữ nói vợ chồng là bạn đời, đồng hành đến già. Con người đến tuổi già đều nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Con cái nên tôn trọng mong muốn của người lớn và không thể ép buộc họ phải xa nhau. Có thể con cái có lý do riêng, nhưng vì sức khỏe và hạnh phúc của cha mẹ những năm tháng sau này, hai người con trai của các cụ nên nghĩ ra cách tốt hơn. Ví dụ như ở nhà bố mẹ ở nhà anh trai cả nửa năm sau mới cùng nhau về nhà con út, để vợ chồng già không phải xa nhau như thế này. Tuy rằng mỗi đứa con nuôi dưỡng một người già cũng là điều công bằng, nhưng cách xử sự này đối với hai người già thì quá lạnh lùng. Ai cũng nói khi về già luôn ở bên nhau, vậy tại sao khi về già lại phải xa nhau? Hai vợ chồng già có mối quan hệ rất tốt và chưa bao giờ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong đời. Sự chia ly đột ngột là điều không thể chấp nhận được đối với họ. Họ ôm nhau khóc như trẻ con, không muốn xa nhau. Thật sự khiến người ta đau lòng. Người ta nói nuôi con để tránh tuổi già đơn độc, sao có thể chịu đựng được? Có vẻ công bằng khi anh em mỗi người phụng dưỡng một người, nhưng thực tế điều này vi phạm điều mà chúng ta gọi là lòng hiếu thảo. Việc phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của mỗi người con, chứ không có nghĩa là mình chỉ phụng dưỡng mẹ mà không quan tâm đến bố, hay là tôi chỉ nuôi bố mà không quan tâm đến mẹ. Có thể nói việc chia cắt cha mẹ là một trò hề hoàn toàn và là một hành vi bất hiếu. Con cái phải tôn trọng tâm nguyện của cha mẹ,
để cha mẹ sống vui vẻ khỏe mạnh, trải qua tuổi già nhàn nhã bình yên. Ba con trai ruồng rẫy mẹ già, đẩy mẹ ra đường giữa đêm lạnh. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Hiện nay có những người trẻ mang tư tưởng muốn ra ở riêng, không cần nhờ vả ông bà, như một cách để thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Thoạt nghe đây có vẻ là tư tưởng khá tiến bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, không phiền lụy, để cha mẹ già có thời gian đi nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống về già, vân vân. Nhưng thực tế đó lại là một cách trốn tránh trách nhiệm, bởi những người cha mẹ già không ở cùng con cháu đó, sau này già yếu, muốn quay về nhờ con cháu trông nom cũng khó, có khi lại còn bị chúng trách ngược. Lúc ông bà còn khỏe thì chẳng nhờ vả được gì chuyện con cái, giờ già bệnh ốm yếu lại phải nai lưng ra phụng dưỡng. Câu chuyện của cụ Hoàng Thị An 80 tuổi, sống ở Bình Dương, là một ví dụ về cuộc sống bất hạnh khi về già bị các con ruồng bỏ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mấy mươi năm nuôi con khôn lớn, lúc cuối đời tưởng các con thay nhau phụng dưỡng mẹ già. Nào ngờ cả ba người con trai vì đùn đầy trách nhiệm nuôi dưỡng, đã đẩy mẹ già ra đường bất kể sống chết. Chồng mất sớm, để lại cho bà ba người con trai. Để nuôi dạy con, bà phải đi mót từng hạt lúa vương vãi của người dân sau thu hoạch. Cực khổ là vậy, nhưng bà vẫn thầm lặng chịu đựng để nuôi các con trưởng thành. Đến khi con cái lấy vợ lập gia đình, bà đã chia đều mảnh đất của vợ chồng cho các con an cư. Nhưng vì cuộc sống nên mỗi con cũng mỗi người ở mỗi nơi. Cách đây 3 năm, cụ An cắt khẩu để về sống với con trai cả. Tưởng những năm tháng cuối đời của cụ sẽ bình yên vì con cái, cũng đã yên bề gia thất. Không ngờ các con của cụ vì đùn đầy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già, đã đẩy cụ ra đường. Cụ An ngậm ngùi kể lại. Trước Tết, con trai út lên nhà anh cả tìm tôi để hỏi số hộ khẩu. Nhưng do hộ khẩu mất nên tôi không có mà đưa. Nó tưởng tôi có mà không đưa, nên chửi bới tôi và chị dâu. Thấy vậy, ngay chiều hôm đó, con dâu cả bắt xe đò đưa tôi xuống nhà con trai út để ở. Cụ An ngậm ngùi kể lại sự việc bị các con bỏ mặc giữa đường trong đêm lạnh. Tuy nhiên cho rằng, trách nhiệm nuôi mẹ già là của vợ chồng anh cả, nên vợ chồng con út lại chở cụ An về nhà người con trai cả trong cái lạnh như cắt da cắt thịt lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau. Bỏ mẹ già giữa đường rồi lên xe đi về. Theo cụ An kể lại, khi cụ về nhà con út, con dâu út đóng cửa không cho vào nhà. Cụ năn nỉ mãi con dâu mới mở cửa. Đến khoảng 3 giờ sáng, vợ chồng người con út lại gọi một người chạy xe thổ đến đề nghị chở cụ đến bỏ ở nghĩa trang gần nhà. Người chạy xe thổ thấy trời lạnh, việc làm thất đức nên từ chối. Cụ An nói, có gì đến sáng sớm vợ chồng mày chở mẹ đi đâu thì đi, chứ giờ đêm lạnh, tao già cả rồi, lỡ chết giữa đường lại làm khổ bọn mày. Người con dâu nói, bà có chết được thì chết ngay, đừng ăn vạ nhà tôi. Dù người mẹ già năn nỉ hết lời, vợ chồng con trai út vẫn dùng xe máy chở mẹ đến trước nhà bà Mai, cách nhà người anh cả khoảng 200 mét, rồi bỏ về. Lúc đó tôi chỉ nói được câu, bà Mai ơi, bà mở cửa cho tôi vào, đốt cho tôi đống lửa không tôi lạnh gần chết rồi. Cụ An nghẹn lời kể lại. Trò chuyện với chúng tôi, bà Mai, người giúp đỡ cụ An kể lại. Lúc đó khoảng 4 giờ, nghe có người kêu cửa. Tôi dậy thì thấy cụ An ngồi trước cổng, người run bần bật vì lạnh. Vợ chồng tôi đưa cụ vào đốt lửa sưởi ấm, rồi cụ kể lại chuyện bị con bỏ lại trên đường giữa đêm. Bà Mai cho biết, sáng hôm sau bà đạp xe và gọi vợ chồng con cả bà An ra đón mẹ về. Nhưng đến chiều cùng ngày, đứa con trai cả đã chở cụ An đến nhà cụ Tuyết, là em gái cụ An. Vợ chồng tôi già cả rồi, chồng thì bị bệnh tim, tôi thì bị tai nạn giao thông, tật một chân, phải sống nhờ con cái. Bây giờ chuyện đã rồi, thì có cháo ăn cháo chứ biết làm sao. Rõ khổ, một đời khổ cực vì con cái, để bây giờ chúng báo hiếu với mẹ bằng việc vứt mẹ ra đường. Cụ Tuyết buồn bã nói. Trong khi đó, cả người con trai thứ hai và út đều cho rằng trách nhiệm nuôi mẹ già là của anh cả. Họ nói,
chúng tôi đã ký tên vào quyền sử dụng đất mảnh đất của mẹ tôi cho anh cả. Và anh cả cũng đồng ý trách nhiệm phụng dưỡng bà. Bây giờ đất đai đã lấy thì phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Người dân bức xúc không thể chấp nhận được hành động của ba người con bà An. Hiện tại cụ An vẫn đang tá túc ở nhà em gái là bà Tuyết. Hành động của ba người con cụ An thật đáng lên án. Đó là hành động của những đứa con bất hiếu. Vòng tuần hoàn cha mẹ nuôi con chăm sóc lại khi về già là hoàn toàn đúng đạo hiếu. Nhưng thực tế thế hệ trẻ có mấy ai làm được thế? Đa phần cha mẹ toàn nước mắt chảy xuôi. Tôi dám chắc một điều, nếu gia đình nào có kinh tế bình thường mà để cha mẹ già sống riêng, đến khi một đứa nào đó phải đón về phụng dưỡng sẽ là cả một vấn đề. Nhà đông con còn kinh khủng hơn, chúng sẽ hơn thua, đùn đẩy trách nhiệm phải chăm ông bà già yếu. Ngược lại, nếu sống chung ngay từ đầu, ắt sẽ có qua có lại. Ông bà còn sức khỏe chăm cháu, con cái phụng dưỡng lại khi về già, tình cảm gia đình sẽ thêm gắn kết. Chỉ là nếu sống như vậy, bản thân mỗi người con cũng phải ý thức được rằng ông bà chỉ có thể hỗ trợ được phần nào. Ngoài những lúc đi làm phải tuyệt đối không được phiền tới ông bà. Đó mới là thể hiện sự trách nhiệm. Không bàn tới những người đẻ con đó rồi đi biệt tăm, bắt ông bà già phải nuôi cháu. Nói chung quan điểm nào cũng có cái hay cái dở. Nhưng tôi nghĩ, nếu đã là có hiếu, thì ở chung hay riêng cũng không thành vấn đề. Vấn đề là cách sống và cách đối nhân xử thế ra sao mà thôi. Ví dụ rất nhiều ông bà già muốn con cháu ở cùng, muốn gần con cháu, sẵn sàng chăm cháu cho con đi làm, nhưng con dâu chối bỏ, kêu phiền hà, mất tự do, bắt chồng ra riêng bằng được, dẫn đến mất hòa khí gia đình. Hoặc cũng rất nhiều nhà ở chung nhưng bố mẹ đi biệt tăm, ngoài giờ làm thì đi cà phê nhậu nhẹt, bỏ con đó toàn thời gian cho ông bà chăm. Đó là những lối sống rất tiêu cực. Nhiều khi giới trẻ bây giờ muốn ở riêng cho bản thân tự do, nghĩ cho chính mình, chứ không hẳn là muốn cho ông bà thoải mái. Tôi biết xã hội còn nhiều người con kinh khủng hơn nhiều. Nói ra thì có vẻ tiêu cực, nhưng thực sự là xa mặt cách lòng. Tình cảm cần phải được gần gũi tiếp xúc mỗi ngày mới lâu bền. Tình cảm nào dù cho thiêng liêng tới đâu thì cũng cần có sự vun đắp và quan tâm thường xuyên. Tôi không phủ nhận việc con cái sau khi lập gia đình sống riêng với cha mẹ là rất hiện đại của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, cũng đừng bắt cha mẹ già phải thấm nhuần ngay tư tưởng đó. Người già thường rất sợ ở một mình và không được ở bên cạnh người thân. Trong họ đa số đều không muốn nghĩ tới cảm giác bị con cháu bỏ rơi. Cái gì cũng có giá. Cái gì cũng có giá của nó. Sự tự do thoải mái sẽ đi liền với lạnh lẽo cô đơn. Cứ nhìn người già ở các nước phương Tây là rõ. Ở Việt Nam hầu hết các bậc cha mẹ không nghĩ tới việc đầu tư cho tuổi già. Họ chỉ đầu tư cho con cháu tất cả những gì họ có và luôn mong về già sẽ nhờ con. Ai cũng mong điều đó cả. Chỉ có những người mong mà không được thì phải tự tìm cách cho riêng mình mà thôi. Tất nhiên sống thế nào là do mỗi người lựa chọn. Nhưng theo tôi, giới trẻ ngày nay sống có phần ích kỷ hơn thế hệ trước. Có lẽ do họ quá sướng, được ba mẹ bao bọc quá nhiều, nên không hiểu hai chữ hy sinh là thế nào. Bởi thế với tôi tiền kiếm đủ là đủ, còn thời gian thì hãy dành cho người thân gia đình. Tiền kiếm cho lắm cũng có mang theo được đâu. Sắp lìa đất xa trời được ở bên con cháu mới là ý nghĩa nhất. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của một khán giả vừa gửi đến chúng tôi. Ngày còn trẻ, vợ chồng tôi làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm được khá nhiều vàng. Trong khi cả khu phố mọi người đã đập nhà cũ xây nhà mới to đẹp hơn. Còn vợ chồng tôi thì vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ do bố mẹ để lại. Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi cũng rất đơn giản. Vợ chồng tôi luôn dặn lòng là phải sống tiết kiệm và giản dị, để các con thấy được gia đình nghèo khó mà cố gắng. Trước khi chồng tôi mất, ông đã dặn dò tôi là tuyệt đối không được nói ra 80 cây vàng cho các con biết. Ông còn nhấn mạnh là đến lúc già yếu cũng không được nói ra, để tránh các con nảy sinh lòng tham, mất hết tình anh em. Nhớ lời của chồng, trong hơn 10 năm nay tôi vẫn giữ bí mật về số vàng đó. Cuộc sống hiện tại của hai cô con gái và cậu con trai út của tôi không giàu cũng không nghèo. Các con làm đủ chi tiêu trong gia đình.
thứ bảy tuần trước, các con được nghỉ việc qua nhà tôi ăn cơm. Trong lúc ăn uống, mọi người bàn luận về gia đình hàng xóm gần nhà tôi có tiền nhiều cho các con. Thế nhưng người bố cho con gái nhiều hơn mấy người con trai. Vì ba cậu con trai giàu có, còn gia đình cô con gái thì nghèo hơn. Mấy người con trai bảo bố là thiên vị, đối xử không công bằng. Ông cho tiền con gái xây nhà, thế thì đến nhà con gái mà sống. Mấy người con trai không có trách nhiệm nuôi bố khi về già nữa. Các con bàn luận rất sôi nổi. Con gái tôi cho rằng người bố chia tài sản thế là hợp lý. Mấy người con trai giàu có hơn lại còn tham lam, không có tình người. Còn cậu con út tôi nói là những người con trai nuôi bố thì phải có quyền hưởng nhiều hơn chứ. Ai cũng cho mình là đúng. Cuối cùng mọi người ra về trong tâm trạng bức bối và khó chịu. Tự nhiên tôi thấy giật mình khi nhớ lại lời nói của chồng. Tôi đã hiểu tại sao chồng không muốn tiết lộ số vàng đó cho các con. Nhưng tôi sợ khi mình mất đi, các con biết được bố mẹ có số vàng lớn thế sẽ tranh giành nhau. Hiện tôi đang sống một mình. Vợ chồng con út thường xuyên mua đồ ăn và chăm sóc tôi. Còn hai cô con gái ở xa nên ít đến hơn. Tôi không biết chia tài sản thế nào cho vừa lòng các con nữa. Giờ mà chia đều thì sợ con trai giận, mà chia không đều thì con gái cho là thiên vị. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Vâng, đó là tâm sự của một vị khán giả. Rất mong nhận được sự chia sẻ đóng góp ý kiến của quý vị bằng cách bình luận phía dưới video. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình hôm nay với tựa đề Người thường nói lời này, về già không nơi nương tựa. Thứ nhất, lời châm biếm thọc gậy bánh xe. Tin vợ chồng chị Kim Cúc sát nhau ra tòa, tuy không bất ngờ, nhưng cũng khiến không ít bạn bè thấy tiếc. 30 năm là khoảng thời gian của một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ ao ước, bởi họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời. Nhưng đến cái tuổi không còn trẻ nữa thì lại chẳng thể giữ được nhau. Chị kể ngày trước, chị thương anh ở cái tính cầu tiến, lại vui vẻ phóng khoáng. Đi đến đâu là mang không khí rộn ràng đến đó. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc thăng trầm, kinh tế mấy năm đầu thiếu nhiều hơn dư, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà đến lúc vợ chồng đến tuổi nghỉ hưu, cứ tưởng có nhiều thời gian để chăm sóc nhau. Ai ngờ cũng là lúc cả hai thường xuyên bất hòa mâu thuẫn. Mọi chuyện xuất phát từ việc anh trở nên thường xuyên để ý bắt bẻ chị mọi thứ bằng những lời lẽ khó nghe. Theo như lời chị kể, thì bất kể ở đâu khi nào, anh cũng có thể chỉ trích vợ được. Chị nói gì, anh cũng chỉnh chị phản ứng. Thì từ dây cà anh vòng ra dây muống. Có khi ý chị thế này, anh lại suy diễn sang ý khác, rồi chỉnh đốn vợ cả buổi. Nói xong anh coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói nhiều thành quen miệng, ngày nào không nói dường như anh không chịu nổi. Nhưng đáng nói là anh có sở thích chỉnh đốn vợ ngay khi nhà có khách hoặc trước mặt nhiều người. Cho nên sau này chị ngại mỗi khi có khách đến chơi hoặc có việc phải đi đâu đó với chồng. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chị cũng trở nên lầm lũi ít nói hẳn. Bởi mở miệng ra mà cứ lo bị bắt bẻ, nói thế này thế nọ, thì thôi chịu khó im lặng vẫn hơn. Chị tâm sự như vậy. Những lúc vợ chồng vui vẻ, chị góp ý thì anh xin lỗi, hứa tới hứa lui, rồi đâu lại vào đấy. Chị nói, chẳng lẽ cứ phải dè dặt để ý nhau từng lời từng câu suốt đời suốt kiếp thì sao chịu thấu. Thôi thì cũng đến lúc chị phải được sống theo ý mình. Thực tế cuộc sống rất nhiều người có thói quen nói ra những lời châm biếm người khác. Tuy vậy, họ không biết rằng mỗi lời nói ra có thể làm tổn thương người khác. Một lời nói vô tình có thể làm tổn thương những người xung quanh. Người nói vô ý nhưng người nghe hữu ý. Trong cuộc sống, hãy học cách chú ý đến hành vi cũng như ngôn ngữ của mình. Đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Điều này sẽ làm tổn hại rất nhiều đến mối quan hệ giữa hai người. Và đây là lý do có nhiều người yêu quý, có người lại không. Đó là vì họ có tính tự chủ mạnh mẽ, biết nên nói gì và không nên nói gì. Không phải vô cớ mà tai họa từ miệng mà ra. Đôi khi chỉ một cái miệng thôi cũng có thể làm hỏng rất nhiều việc. Nên bạn phải thật thận trọng khi nói. Nhiều mối quan hệ đứt gánh bởi lời ăn tiếng nói không phải là không có. Người xưa nói, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là vậy.
dù cho đó là mối quan hệ vợ chồng, là người ruột thịt hay đơn thuần là xã giao, thì vẫn là mối quan hệ giữa người này với người khác, cần có sự tôn trọng trong giao tiếp. Nếu buông thả trong lời ăn tiếng nói thì khó tránh khỏi những thất vọng, tổn thương và cuối cùng là sự đổ vỡ. Thứ hai, những lời oán hận và trách móc. Nói những lời oán hận, trách móc hay than vãn chẳng thể khiến con người ta khỏe mạnh hay vui vẻ hơn, mà ngược lại, than vãn kéo dài khiến những người lắng nghe cảm thấy mệt mỏi chẳng kém. Đó là một liều thuốc độc mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn chẳng thể nào khá khẩm hơn được đâu. Có khi nào bạn nghĩ rằng trách móc than thở sẽ làm bạn bớt khó chịu chưa? Hay nhìn vẻ mặt những người lắng nghe, bạn lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn? Tất nhiên sống ở đời, làm sao tránh được những chuyện không vừa ý mình. Lúc ấy tâm lý thường thấy là nhiều người sẽ than phiền trách móc để giải tỏa tâm trạng. Nhưng nếu bạn coi việc phàn nàn oán giận như là một thói quen, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn, oán trời trách người khi gặp chuyện. Và chính bạn sẽ là người bị tổn thương lâu dài. Bởi vì những người luôn than phiền phàn nàn sẽ luôn cảm thấy cuộc đời lúc nào cũng bi quan chán nản. Dần dần, họ sẽ thất vọng nhụt chí, không muốn cố gắng vươn lên nữa. Khi xảy ra vấn đề, họ thường đổ lỗi cho người khác và không hài lòng với những người xung quanh. Những người luôn phàn nàn vì cuộc sống sẽ dần đánh mất đi động lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cho nên thất bại cũng là điều mà họ khó tránh khỏi. Thứ ba, lời lẽ cực đoan hay đổ lỗi cho người khác. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự dưới đây. Nhiều người nhìn tôi luôn lạc quan vui vẻ như hiện nay đều hỏi tại sao chị luôn xinh tươi như thế, sao chị luôn suy nghĩ được đơn giản và thông thoáng như vậy. Nhưng mọi người đâu biết được con người trước kia của tôi, mà có lẽ khi tôi kể ra ai nghe cũng phải mắt tròn mắt dẹt không tin được. Con người trước kia của tôi rất hay đổ lỗi. Tôi luôn quan niệm rằng tất cả mọi bất hạnh đến với tôi là do tác nhân bên ngoài, do người khác mang lại, chứ không phải là do bản thân mình. Tôi xấu và vô duyên là do tôi được sinh ra trong nhà nghèo, không có tiền làm đẹp. Các cô nàng xinh đẹp kia là do bố mẹ họ có tiền, họ không phải làm việc vất vả nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp, xài đồ xịn, nên đẹp là đương nhiên rồi. Tôi hay buồn chán và luôn cảm thấy mình bị tổn thương và thiệt thòi. Do đâu tôi lại đổ lỗi? Tại sao bố mẹ người khác quan tâm đến con cái của họ như vậy, mà mẹ mình lại chả quan tâm gì đến con gái, không yêu thương như mẹ người ta? Rồi mình buồn tủi mà bạn bè chả ai để ý, chả ai khiến mình chia sẻ nỗi lòng được. Chúng bạn thì toàn đứa nông cạn nhạt nhẽo, cho nên không chia sẻ được tâm tư của mình. Rồi khi tôi đau đớn vì tình cảm bị tan vỡ, tôi đã đổ lỗi luôn cho người đàn ông kia. Sao mà quá khốn nạn, anh ta cắm sừng mình để yêu đứa khác. Khi con tôi không ngoan ngoãn vâng lời, tôi lại đổ lỗi sao con mình sinh ra kém cỏi quá, không thông minh hiểu chuyện như con nhà người ta. Ông trời bất công quá, chứ tôi không vấn lại bản thân mình đã làm một người mẹ tốt như mẹ người ta hay chưa. Khi công việc không được như ý, chắc chắn lỗi đấy là do đồng nghiệp kéo mình xuống, do sếp không hiểu mình, do đối tác không biết được việc mình đang làm, chứ tôi không nhìn vào bản thân làm công việc đã thật sự chú tâm hay chưa. Vậy là quãng thời gian đó, tôi cứ sống trong cái vòng luẩn quẩn, nghịch cảnh đổ lỗi, nghịch cảnh mới tiếp tục đổ lỗi mới. Do đó bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu khó khăn nó kéo đến bên mình, mà tôi không biết lý giải ra sao. Xong cứ sống trong mớ lộn xộn của cuộc đời như thế, rồi tự hỏi, tại sao ông trời bất công để cuộc đời mình luôn khốn khổ như vậy? Cho đến một ngày tôi đọc được một cuốn sách có câu thế này: tất cả mọi bất hạnh của mình từ trước tới giờ, hóa ra là do tính đổ lỗi cho người khác mà không tự xem lại lỗi của bản thân mình. Tôi thấy mình thật sự không tốt, nhưng tôi vẫn tưởng tôi xấu, tôi vô duyên là do tôi không chịu học hỏi từ bạn bè xung quanh, từ sách báo phim ảnh. Tôi thấy một cô gái đẹp nào dù thân quen hay xa lạ, tôi đều dấy lên lòng ghen ghét, chứ không phải thái độ chiêm ngưỡng học hỏi xem cô ấy làm gì mà xinh đẹp thần thái đến như thế. Rồi tôi bắt đầu thay đổi. Khi nhìn thấy một ai đó duyên dáng đẹp mắt, ai đó được ngưỡng mộ, tôi sẽ cố gắng loại bỏ cảm giác ghen tị đang mon men và ra sức học hỏi cô ấy đã làm gì để đẹp, để duyên, để được ngưỡng mộ thế kia. Sau một thời gian cố gắng thay đổi bản thân, tôi đã được đón nhận lời khen từ những người xung quanh và tôi phát hiện ra mình đã đẹp hơn,
rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Quý vị thân mến, bất kể làm việc gì, bạn cũng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đừng nghĩ rằng mình muốn nói gì cũng được. Khi xảy ra mâu thuẫn, đừng quá kiên quyết phủ nhận ý kiến của người khác. Cũng đừng đổ lỗi cho họ. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc đổ lỗi chẳng khiến bạn tốt hơn lên đâu, mà thậm chí còn khiến cho bạn không bao giờ nhận ra những điểm thiếu sót ở bản thân để thay đổi sửa chữa. Cũng có lúc bạn nói quá nhiều, không trừ lại không gian để lắng nghe người khác nói. Điều này khiến những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy ghét bỏ, xa lánh bạn mà thôi. Hãy nhường chỗ cho người khác. Người khác sẽ đánh giá cao bạn. Hãy bình tĩnh và lắng nghe suy nghĩ của người khác. Dù có sai thì cũng đừng ngắt lời để phản bác lại. Người xưa có nói, bệnh từ miệng và họa từ miệng ra. Sống ở đời, nói càng nhiều, càng dễ rước họa vào thân. Có thể nói ít được bao nhiêu thì hãy cố gắng nói ít lại. Trước khi nói điều gì đó, hãy uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói. Nghĩ xem lời nói của mình có làm tổn thương đối phương hay không. Có hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ hay không. Lời nói có giá trị. Lời nói có giá trị nói nhiều lên một chút. Lời nói không cần thiết thì đừng nói. Bởi vậy người thường nói 3 câu trên. Đời này làm sao có thể sống tốt được. Phải kịp thời sửa sai. Nếu không sẽ tự mình tích thêm phiền phức hối hận. Về sau cũng vô ích. Bi kịch gia đình sẽ đến sau những bản di chúc. Câu chuyện thứ nhất. Vì đất vì tiền, đưa đứa em tật nguyền ra tòa. Phòng xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang lặng ngắt. Chỉ có giọng đọng đều đều lần lượt của 3 thành viên hội đồng xét xử tuyên bản án tranh chấp tài sản dài hàng chục trang ở phía dưới. Nguyên đơn là 2 người đàn ông và 4 người phụ nữ. Phía bị đơn là một người đàn ông ngồi trên ghế và một chàng trai tật nguyền ngồi bệt dưới đất, chân tay lúc lắc không yên. Tất cả họ đều là anh chị em ruột trong một gia đình. Chàng trai tật nguyền tên là Phạm Văn Tùng, là con út. Trong nhà bố mẹ anh có tất cả 8 người con, 4 trai 4 gái, ai cũng lành lặn. Chỉ có Tùng là không may bị nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe. Bố anh mất sớm, toàn bộ tài sản do mẹ đứng tên. Trước khi qua đời, mẹ anh đã cẩn thận phân chia đất đai thừa kế cho các con, mỗi người một mảnh. Còn một thửa đất ven sông, bà sang tên cho Tùng, để sau này anh có thể cho thuê lấy kế sinh nhai. Riêng miếng đất vườn có căn nhà bà viết di chúc để lại cho Tùng và anh trai kế. Với di nguyện, anh trai sẽ chăm sóc và đùm bọc đứa em tật nguyền. Tưởng rằng phân chia như thế, anh chị em sẽ chẳng ai có ý kiến nữa. Vì ai cũng biết trong số 8 anh chị em, Tùng là đứa thiệt thòi hơn cả. Thế nhưng sau khi mẹ mất, hai người anh lớn bắt đầu tranh chấp, cho rằng di chúc như thế không công bằng, yêu cầu phải hủy bỏ và chia lại tài sản thành 8 phần. Hư nghĩ chuyện tranh chấp trong nhà anh chị em có thể trao đổi, bàn bạc thống nhất với nhau được. Nhưng bất ngờ vào cuối tháng 5, Tùng nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân huyện về việc thụ lý vụ án. Đứng đơn kiện tranh chấp tài sản thừa kế là hai anh trai. Tranh chấp kéo dài suốt 2 năm, Tùng chia sẻ, bản thân lúc nào cũng sống trong mệt mỏi và lo sợ. Tật nguyền chẳng thể đi lại được. Mỗi lần đến tòa, anh đều phải nhờ anh trai kế bên bế đi. Khi xảy ra kiện cáo, người ta không thuê đất nữa. Hai anh em chẳng có gì để trang trải cuộc sống, trong khi lại phải đi thuê nhà khác ở, vì căn nhà mẹ để lại đã bị anh cả chiếm giữ. Tuy thắng kiện, nhưng mặt người em tật nguyền thật ảo não. Khi các anh trai giận dữ tuyên bố, từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, dỗ cha mẹ mạnh ai nấy cúng. Còn những người tham dự phiên tòa không thôi suy nghĩ về những câu hỏi của hội đồng xét xử. Các anh các chị đều là ruột thịt, một mẹ đẻ ra, giờ chỉ vì đất vì tiền mà phải ngồi trước tòa. Thử hỏi khi bước khỏi phòng xử này thì tình nghĩa anh chị em giữa các anh chị có còn hay không? Là anh là chị được cha mẹ sinh ra lành lặn, đã không nuôi nấng đứa em tật nguyền, lại còn kiện tụng ra tòa để tranh giành tài sản mẹ cho. Nếu em mình không được cha mẹ chia tài sản thì các anh các chị cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhìn cảnh anh chị lôi đứa em tật nguyền ngồi không vững này ra tòa, thử hỏi ba mẹ của các anh các chị nơi chín suối có vui được không? Quý vị thân mến, việc anh chị em ruột thịt đưa nhau ra tòa giải quyết tranh chấp thừa kế hay tranh giành tài sản khi cha mẹ qua đời chẳng phải là chuyện hiếm. Khi tranh chấp xảy ra,
Có thể người này người kia đạt được nguyện vọng của mình, nhưng hậu quả của việc tổn thương tình cảm gia đình là rất lớn. Thông thường trước, trong và sau những vụ án chia tài sản thừa kế, anh chị em đều sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng, thậm chí là từ mặt nhau. Thật chẳng có gì đau xót bằng anh chị em ruột thịt trong nhà cùng cha mẹ sinh ra. Tất cả những năm tháng ấu thơ, anh chị em cùng chia ngọt sẻ bùi dưới một mái nhà, tưởng chừng không ai có thể quên, bỗng chốc tan biến thành mây khói, để thay vào đó là những khuôn mặt của sự lạnh lùng, đầy vị kỷ nhuốm màu vật chất. Người đời có câu, của cải là vật ngoài thân, lúc chết không ai mang theo sang thế giới bên kia được. Hơn nữa, quan tài cũng không thể chứa được đất đai. Thế nhưng vẫn không ít gia đình anh chị em tranh giành từng danh đất, từng công ruộng, từng cái nền nhà, để rồi tình cảm rạn nứt. Một khi lợi ích vật chất được coi trọng, thì người ta sẽ tính toán, khi đó sự ích kỷ tham lam sẽ biến con người trở nên khác đi. Vật chất càng nhiều thì lòng tham càng cao, lòng tham càng cao thì đạo đức càng kém. Khi mọi sự đã trở nên quá muộn, thì cái giá phải trả trở nên quá đắt đỏ. Cái được chỉ là phần vật chất, còn cái mất thì quá to lớn, không thể nào cân đong đo đếm được. Một khi đã lôi nhau ra tòa, khi bước ra khỏi phòng xử, thì tình nghĩa anh chị em đã không còn được nguyên vẹn như xưa, chứ đừng nói chi đến chuyện tranh chấp dẫn đến đổ máu. Những hệ lụy đó có khi còn kéo dài đến đời sau, con cháu không nhìn mặt nhau. Câu chuyện thứ hai, con cái đùn đẩy trách nhiệm sau khi nhận thừa kế. Chồng ốm nhập viện gần nửa tháng, mà mấy đứa con đã có vài lượt cãi vã khiến cho bà Nga đau đầu. Đôi chân của bà bị xương khớp, không đi lại nhiều được, nên việc chăm sóc ông ở bệnh viện phụ thuộc hoàn toàn vào các con. Ngồi ở nhà, bà cứ thấp thỏm lo âu, đến bữa ăn lại sốt sắng gọi điện xem đã có ai mang cơm vào cho ông chưa. Việc này khiến các con bực mình, vì chúng còn có công việc mà mẹ cứ liên tục gọi điện thoại nhắc nhở. Tất nhiên sự lo lắng của bà không thừa, vì nhiều hôm mấy đứa con quên ông không có cơm mà ăn. Ông bà có 3 người con, 2 trai 1 gái, tất cả đều đã có gia đình riêng. Mấy năm trước, chồng bà Nga bị tai biến, sợ có mệnh hệ gì, nên ông bà quyết định lập di chúc, phân chia tài sản cho các con. Ông bà nghĩ trước hay sau thì cũng chia, thôi thì phân chia sớm để con cái có chút tài sản chủ động hơn trong cuộc sống tương lai của chúng. Vậy là mảnh đất rộng, ông bà chia làm 3 phần, con cả phần hơn, vì còn có trách nhiệm chăm lo hương hỏa sau này. 2 con còn lại đều bằng nhau. Lúc ông còn khỏe, 2 vợ chồng tự túc chăm sóc nhau, không nhờ vào con cái cháu nội. Lúc ông còn khỏe, 2 vợ chồng tự túc chăm sóc nhau, không nhờ vào con cái. Cháu nội cháu ngoại gần chục đứa, cứ nghỉ học là ba mẹ chúng gửi về cho ông bà chăm, hết ngày này qua tháng khác. Cuối tuần mấy anh chị em đưa con cái về nhà bố mẹ nấu nướng, tiệc tùng vui vẻ, rồi ai về nhà đấy. Chẳng có vấn đề gì, bình thường là như vậy. Nhưng ông vừa mới ốm, mấy đứa con bắt đầu lục đục. Lúc đầu chuyện thăm ông ở bệnh viện được giao cho vợ chồng con trai cả, vì ở gần nhà. Được vài hôm, con dâu cả bắt đầu phàn nàn. Sao vợ chồng chú thím làm việc tự do, mà không vào bệnh viện chăm bố? Chúng con đi làm cả ngày, còn lo cơm nước cho ông sao xoay sở được. Nghe chị dâu nói thế, con dâu thứ lên tiếng. Chẳng phải hồi trước, ông bà chia cho anh chị nhiều đất hơn, giờ chăm ông là phải rồi, còn kêu than gì nữa. Cứ như thế đứa này nói, đứa kia cãi nhau, không có hồi kết. Bà biết các con có bận việc, nhưng không đến nỗi không có thời gian để chăm bố. Chẳng qua là chúng nó tị nạnh nhau, so đo tính toán. Nhiều khi nghĩ lại, bà Nga tự hỏi có phải vợ chồng bà đã sai khi phân chia tài sản cho các con quá sớm. Để đến bây giờ, khi không còn gì trong tay, thì đứa con nào cũng coi ông bà là gánh nặng. Quý vị thân mến, thật ra cha mẹ di chúc để lại cho con đất đai nhà cửa hay chút vốn liếng cũng không có gì là sai, miễn đừng để chúng biết sớm và ỷ lại. Tài sản đôi khi là tiền đề cho sự khởi điểm xuất phát của con cái. Còn khi con cái chẳng may xa cơ lỡ vận, chút vốn liếng tài sản bạn dành cho con cũng có thể cứu chúng thoát khỏi vực thẳm phá sản để làm lại từ đầu. Tặng con cần câu, kèm thêm ít cá cũng tốt. Nhưng tài sản thừa kế không nhất thiết phải là miếng đất căn nhà hay là số tiền nằm trong tài khoản ngân hàng. Trên đời này có những thứ tài sản còn quan trọng và đáng giá hơn của cải vật chất mà cha mẹ cần để lại cho con cái.
Thứ nhất là tình yêu thương. Tình yêu thương không thể dùng tiền mà mua được. Nó xuất phát từ trong nội tâm mỗi con người. Giáo dục con cái, biết yêu thương những người thân, và rộng hơn là yêu thương mọi người, có lẽ là bài học đầu tiên, cũng là bài học vô cùng quan trọng. Thứ hai là lòng biết ơn. Con cái có lòng biết ơn sẽ không dễ dàng oán trời trách đất, không tự tư tự lợi. Bởi khi con cái biết trân trọng ơn huệ, chúng mới biết công lao dưỡng dục của bậc sinh thành, biết sống sao cho khoan dung nhẫn nại, lễ phép, và trở thành một người có khả năng tự lập, tự gánh vác, có ích trong gia đình và xã hội sau này. Thứ ba là nghị lực. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng, chắc chờ đối với đứa trẻ mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Mấu chốt nằm ở thái độ của nó đối với chắc chờ. Chúng ta đều biết rằng cha mẹ nào cũng không thể theo con, chăm lo cho con suốt cuộc đời được. Nếu như ngày hôm nay cha mẹ không nỡ để con chịu khổ, thì tri thức và kinh nghiệm mà con nhận được sẽ ít đi, tương lai con sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Cho nên bằng chính cuộc đời của mình, cha mẹ hãy là tấm gương về tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên không bao giờ từ bỏ. Cha mẹ phải dạy con tự mình làm việc, để con hiểu được rằng phải bỏ công sức lao động mới có được thành quả. Có câu, bậc thánh nhân coi lao động là phúc phận, coi hưởng thụ lười biếng là mầm mống của tai họa. Nghị lực lòng quyết tâm là một loại tài sản, là hành trang để con đối mặt với những khó khăn trong sự trưởng thành. Quý vị thân mến, cha mẹ để lại cho con cái của cải tiền bạc, mong muốn tạo dựng cho con tiền đề vững chắc là điều đúng đắn. Nhưng cách để lại nếu chỉ là mảnh giấy khế ước hay bản di chúc chưa hẳn đã là hoàn hảo. Mọi cuộc phân chia luôn có chỗ cho sự tị nạn và lòng tham hiện hữu. Không thiếu những vụ án đau lòng giữa người thân với người thân trong gia đình chỉ vì bản di chúc ấy. Chia tài sản cho con lúc mình còn sống, hay để lại di chúc cho các con hưởng lúc qua đời. Chia ngay bây giờ để con đỡ áp lực kinh tế, hay cha mẹ mất đi rồi mới chia, để tránh con cái tranh giành tị nạn rồi đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Liệu tiền và tài sản có mua được tình yêu thương và trách nhiệm của con cái dành cho cha mẹ già không? Nếu có thì bao nhiêu là đủ? Thật khó để có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thiết nghĩ, tài sản vật chất có thể mất đi, còn thứ tài sản tinh thần cha mẹ để lại cho con là tri thức, lối sống, thói quen tích cực. Phẩm chất tốt ấy là hành trang theo con suốt cuộc đời. Thứ của cải ấy sẽ giúp con mạnh mẽ, vững vàng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời mà không tiền bạc nào có thể làm được. Đấy mới chính là những gia sản quý giá nhất mà chúng ta nên trao cho con.